Lời khai sốc của chị gái bạo hành bé VA, gia đình làm đơn giảm tội vì rối loạn tâm thần hậu Covid. Dư luận càng thêm phẫn nộ sau khi nghe lời khai của hai đối tượng nhằm bao biện cho hành vi tàn ác của mình. Đồng thời, gia đình đối tượng còn làm đơn xin cứu xét tội với những lý do được đưa ra như bị di chứng rối loạn tâm thần hậu Covid-19 dẫn tới rối loạn lo âu, hoang tưởng, rối loạn nhận thức. Gần một năm kể từ khi vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong khiến dư luận bức xúc, theo thông tin mới nhất, dự kiến vào ngày 21 tháng 7, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử kín đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai và Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM. Bị cáo Trang bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác. Còn bị cáo Thái bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Sau khi đọc những tội trạng mà hai đối tượng gây ra cho bé gái, nhiều người phải rơi nước mắt khi biết dì ghẻ đã liên tục mắng chửi, dùng gậy sắt, gỗ, kéo để tác động vật lý suốt một khoảng thời gian dài. Bé VA hoàn toàn không có sức chống trả, kiệt quệ nghiêm trọng từ thể chất đến tinh thần. Là một trong các luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi pháp lý miễn phí cho nạn nhân tại phiên tòa sắp đến, luật sư Nguyễn Anh Thơm liên tục cập nhật tình hình vụ án thông qua các phương tiện truyền thông. Ngoài việc phản đối việc xử lý kín vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành, thành viên đoàn luật sư Hà Nội còn đề nghị thay đổi tội danh bố luật Trung Thái từ hành hạ người khác và che giấu tội phạm sang kẻ chủ mưu trong việc hành hạ và giết con. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm gây sốc khi tiết lộ lời khai của hai đối tượng trước phiên tòa sắp đến. Dì ghẻ Quỳnh Trang bày tỏ sự ân hận nhưng vẫn khẳng định là tai nạn ngoài mong muốn. Về phía bố ruột Trung Thái, đối tượng vẫn cầu mong thay đổi tội danh dù trước đó tham gia hành hạ bé VA. Luật sư Thơm còn nói thêm, mẹ ruột nạn nhân phủ nhận thông tin gia đình dì ghẻ đến xin lỗi và xin khắc phục hậu quả như tin đồn. Đồng thời làm đơn xin cứu xét tội với những lý do được đưa ra như bị di chứng rối loạn tâm thần hậu Covid-19 dẫn tới rối loạn lo âu, hoang tưởng, rối loạn nhận thức. Nguyên chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Thơm, công lý và sự thật. Bọn chúng đều là những người có học, có hiểu biết về pháp luật nên ra sức bao biện trước tội ác tàn độc mang rợ đối với cháu VA nhằm chối tội hoặc để giảm sự trừng phạt của pháp luật. Gia đình đối tượng là những công chức, viên chức và làm trong ngành pháp luật đã có đơn xin cầu cứu xét tội cho chúng ngày 9 tháng 5 năm 2022 với nhiều lý do. Căn cứ đưa ra, bị di chứng rối loạn tâm thần hậu Covid-19 dẫn tới rối loạn lo âu, hoang tưởng, rối loạn nhận thức, thay đổi cảm xúc thất thường, mất nhận thức trong một thời điểm nhất định, không làm chủ được hành vi, nên mới dại dột để xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Tôi không tin con tôi giết người như vậy, vĩnh viễn là như thế. Sau sự việc, tôi đã đến gặp cháu Hát, mẹ cháu Văn An, thành thật xin lỗi gia đình và tự nguyện xin khắc phục một phần hậu quả mà con tôi gây ra. Dù rất đau lòng, nhưng cháu Hát cũng đã lượng thứ và nhận tình cảm chân thành của gia đình tôi. Tuy nhiên, luật sư Thơm qua trao đổi với mẹ cháu đã khẳng định không có việc gia đình bị cáo gặp và chưa bao giờ biết mặt gia đình. Những thông tin về việc tha thứ cho chúng hay xin khắc phục một phần hậu quả là không đúng sự thật. Quan điểm của gia đình bị hại đề nghị xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Nếu vụ án được xử công khai, mọi người được biết về nhân thân đối tượng sinh ra trong một gia đình như vậy sẽ không hiểu tại sao đối tượng lại có thể tàn ác đến tột cùng như vậy đối với một cháu bé 8 tuổi. Cho đến trước ngày xét xử, chúng không biết sám hối trước linh hồn con bởi chúng không có tâm hồn của một con người đúng nghĩa. Chúng có biện luận cho tội ác như sau. 1. Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tai nạn xảy ra đối với cháu Văn An là chuyện ngoài mong muốn. Tôi không đánh bé vì bất kỳ lý do riêng tư nào ngoài chuyện học. Trong phút nóng giận, mất bình tĩnh, tôi đã làm bé tử vong. Tôi thành thật ân hận và ăn năn với tất cả những gì đã xảy ra, mong tòa xem xét khoan hồng để tôi còn được trở về chăm sóc cha mẹ. 2. Nguyễn Kim Trung Thái, các lần Trang đánh Văn An khi tôi vào đến thì Trang đã thực hiện đánh Văn An trước như lời khai. Trang yêu cầu tôi không can trước mặt Văn An nên tôi đã sai khi không có hành động quyết liệt mà chỉ nói chuyện với Trang trong phòng riêng. Mong cơ quan điều tra xem xét về tội danh hành hạ người khác. Dù cho chúng có dùng mọi thủ đoạn để bao biện cho tội ác thì cũng không thể một tay che lấp bầu trời. Ánh sáng công lý luôn ngự trị trong triệu trái tim Việt Nam, đòi hỏi phiên tòa xét xử phải công khai, công minh, khách quan để loại trừ cái ác ra khỏi xã hội. Hôm nay là ngày sinh nhật của con, cầu chúc cho con được an nghỉ. Mọi người sẽ cầu mong cho con được sinh ra một lần nữa để sống trong tình yêu thương của mẹ và một gia đình hạnh phúc.